Audio Jungle. Sáu giờ sáng, đi khách sạn Bạn Lộc như thế nào? Ở Cần Thơ. Chỗ này hôm qua chiều tối quá, xe vô xe 45 chỗ vô không được, phải đi ra ngoài tuốt ngoài đường ngoài sách đồ vô đây. Chào khách du lịch. Đúng rồi. Đi tới đâu đâu, đi lên tới đâu đâu. Mấy ngày mới đi lên á. Đi Morning. Did you see that plant right there? Huh? Yeah, it's very pretty. I didn't see it last night. Mặc áo bà ba rồi kìa, chú có phải mua áo bà ba mặc rồi đó. Đúng kìa, thấy ta mặc áo bà ba, chú mua áo bà ba mặc. Chưa đi đâu kiếm ở đây. Bữa nay đi chắc không có má rồi, mai chút xíu. Hello cô Tư, bỏ cô Tư lại hả? Ôi tội nghiệp cô Tư quá. Đâu cái này là ngon không tí? Ngon không? Chạy quê. What? Bỏ ra đi kìa. Let's go, let's go, let's go. Window, window, window. Hello my son. Cái này tới cái gì kìa? Hồi nãy bán cái gì? Hả? Nãy giờ không thấy. Lên tàu đi. Đi con, vô. Tàu qua lên tàu đó, mà lên tàu bên này. Hello anh. Ngủ ngon không? Hả? Ngủ ngon không? Chị ơi, mua ba cái vậy ha. Are you fine sitting here? Yeah. Let me hit a video. It's okay.
gì à? Ăn thử, ăn thử. Dạ, ăn thử đi. Try it. Come on, mommy, can you record for mommy? That is sweet. Hey. Hey.
đó, người ta nấu cái bánh hủ tiếu xong cái người ta đem phơi, phơi lên đây kẹp lại anh đây. Dạ bà, đợi chút đi, đợi cái mẻ này chín đi đem ra đó. À rồi chờ đấy thôi. Hủ tiếu, hủ tiếu, hủ tiếu, hủ tiếu á, hủ tiếu xin xin lại à, có dứa à, có dứa à, vậy coi coi nè. Hủ tiếu đây em. Hủ tiếu. Ừ, hủ tiếu. This how they make hủ tiếu. Đây. Ra chị, để em làm đi. Vào đây. Dễ không? Hư á, hư của người ta đó. Hư của người ta đó. Hư mày. Hư của người ta nha. Hư của ăn uống bánh này. Hư đó. Nhanh lên nào. Rồi. Giỏi. À, yeah. Sorry. Chị em lấy ra cho chị. Để cho bỏ bên luôn. Hủ tiếu hả? Hủ tiếu chiên. Oh, different color, huh? Yeah. Fresh, these are fresh. Yeah. We got the same. It's a hủ tiếu that we eat, but this is a flavor like differently. All different colors. Rồi, có đủ thứ màu hả này? Nhìn đẹp quá ha. Lá cẩm này, lá cẩm. Cái này lá cẩm. Ngộ hả? Bánh hồng tôm. Hồng tôm. Nuôi nữa nè, nuôi nè. Đủ thứ màu hết. Cái kiểu sấy. Nó lá dứa. Kẹo dừa nè. Mua lá dứa ăn. Ăn chè. Ăn không? Ăn kẹo dừa không? Đây ra hủ tiếu nè. Lên 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 đâu chưa vậy? Đây, đèn khóa lên con mắm rồi nè. Wow, cái này bự lắm nè anh. Ta đi. Khô sặc này bự lắm nè. Ăn bái sắm. Thank you.
quay chơi, coi chừng cái con shopping tới rồi đây. Shopping quen thế này. Lên phải có dán số nè cả nhà, đây nè. Số nè, 981. Oh, careful. Làm gì đây? Well, putting the kids to work, see? See, they're working. Cho bán 20 ngàn, xin nhiều. Kem cây, kem đậu này ngon nè. Nhiêu cây vậy? Nhiêu cây? Đem chị Sương đem em ăn thử được rồi. Chị ăn thử để đem nữa cho. Xin mời anh. Cảm ơn. Ăn trước đi. Dạ dạ. Ô này con ăn trước đi. Ừ rồi. Con ăn hả? Đậu và hai. Chị. Tuấn. Hey. This is good. You want to try? It's like no, but it's ice cream. It's good. It's like the bean. Bean and jam. Coconut. Frozen. Yeah. It's good though. Yeah. Ben, try this. It's good. Okay. Mm, ngon, ngon, ngon. Honey, it's good. Yeah, it's good. Yeah, ngon, ngon. Ha. It's good. Yeah, it's good. Try it. It's good. It's ice cream, but yeah. It's good. Try it. It's really good. Eat it. Ngon lắm à. Ngon chị, ăn. Lên đà, lên đà. Lên đà, kem ngon nè em. Kem ngon. Kem chè á, chè đậu á. Like đậu á, đậu đậu đỏ nha. Đậu đỏ trong ngon. It's really good. Try it. It's really good. Bông đẹp quá nè, bông gì đẹp quá nè. Trời ơi, bông này gì, bông gì đẹp quá ta. Hả? Yeah. Gì bên? Gì bên? Yeah. Hả? Khoan để coi guốc trước kìa. Trời, lâu quá à. Bao nhiêu năm mà không thấy guốc á. Về đâu?